đánh bại Anh, Pháp gặp Maroc ở bán kết World Cup 2022. Pháp đánh bại Anh ở trận tứ kết cuối cùng với tỷ số 2-1, qua đó giành vé vào chơi bán kết World Cup 2022 với đối thủ Maroc. Đội tuyển Anh bước vào cuộc sau tài gặp Pháp với phong độ ấn tượng, bất bại 4 trận cùng đội hình đặt độ chính sự nghiệp. Huấn luyện viên Gareth Southgate tung vào sân đội hình 4-3-3, chuyển hóa thành 3-4-3 khi triển khai tấn công với Kyle Walker bó vào chơi như một trung vệ lệch. Anh muốn tạo ra thế trận chặt chẽ để ngăn khả năng bùng nổ ở hai biên của Pháp. Dù vậy, đẳng cấp của những ngôi sao đá biên như Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Theo Hernandez hay Antoine Griezmann đã giúp Pháp vẫn tạo ra khác biệt. Phút 17, đội tuyển Pháp xuyên thủng lưới Anh với pha tấn công nhuần nhuyễn từ cánh trái với ngoại lộ Mbappe. Bóng được luân chuyển sang cánh phải, trước khi Griezmann nhả bóng cho Aurélien Tchouaméni dứt điểm từ xa tung lưới thủ môn Jordan Pickford. Cú sút của sao trẻ đang chơi cho Real Madrid quá hiểm, vượt qua tầm với thủ môn Anh. Sau bàn thắng, Pháp chủ động đá chậm, nhường lại thế trận cho Anh. Tam sư dùng bóng ở cánh phải để Bukayo Saka đột phá, tạo ra một số cơ hội ăn bàn đáng xem. Phút 23, Saka đi bóng thông minh rồi chọc khe cho Harry Kane băng xuống đối mặt với Lloris ở góc hẹp. Thủ môn của Pháp đã băng lên kịp thời để cứu thua. Lloris sau đó tiếp tục ngăn cơ hội của Kane khi bay người cản phá cú sút xa ở cự ly khoảng 28m. Hai pha dứt điểm của Kane cũng là những tình huống hiếm hoi Anh tạo ra khác biệt trong hiệp 1, trong bối cảnh Pháp chơi phòng ngự chặt chẽ, để lộ rất ít khoảng trống. Không chỉ giữ cự ly tốt, Pháp còn có những pha phản đòn đáng xem. Phút 39, Dembele bấm bóng tinh tế để Hernandez thoát xuống căng ngang cho Mbappe sút tuyến 2, nhưng pha dứt điểm của số 10 bên phía Pháp lại đi vọt xa ngang. Sang hiệp 2, Anh đã chơi tốt hơn khi Bukayo Saka và Phil Foden dần bắt nhịp trận đấu. Phút 53, Saka mang về cho Anh quả phạt đền với pha đi bóng khôn khéo buộc Tchouaméni phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Kane đánh bại Hugo Lloris với cú sút quyết đoán vào góc trái, gỡ hòa cho Anh. Sau bàn gỡ, Anh tràn đội hình lên tấn công. Lần lượt Saka rồi Kane có cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Để rồi, Pháp có pha phản đòn ở phút 78. Griezmann tạt bóng cực đẹp cho Giroud bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Anh có cơ hội gỡ hòa ở phút 84 khi Hernandez phạm lỗi với Mason Mount trong vòng cấm. Nhưng trên chấm 11m, lần này Kane lại dứt điểm vọt xà ngang. Pha bỏ lỡ của Kane khiến Anh trả giá đắt. Pháp chơi chặt chẽ ở khoảng thời gian còn lại để bảo toàn chiến thắng 2-1, qua đó giành vé vào chơi bán kết World Cup 2022. Đối thủ của Pháp sẽ là Maroc. Kết quả, Anh 1-2 Pháp, ghi bàn. Pháp, Tchouaméni phút thứ 17, Giroud phút thứ 78, Anh, Kane phút thứ 54.